Nặng mụn cho rồng Nam Mỹ. Này mà mấy bà nặng mụn nhìn vô là ngứa ngề liền. Video trước thì tôi đã nặng mụn cho bé bí đỏ ở trên đầu rồi, nhưng mà to quá tôi nặng không có được. Hôm nay thì tôi lại phát hiện ở dưới hai chân sau của rồng cũng có mụn. Chắc kiểu này lại là mụn bọt có cái cùi màu trắng to quá nè. Ai mà mê nặng mụn nhìn là ngứa tay liền. Nặng mụn thì cũng phải vệ sinh, dùng cây đàng hoàng. Nhưng mà sao tôi nặng hoài không có ra? Hay là chưa đủ lực tôi phải dùng tay mới được? Cái này tôi nặng mà xịt ra một cái chắc đã lắm luôn đây. Mà không biết cái này có phải là mụn thiệt không, hay là bị con gì ký sinh vào nữa. Nhìn nổi da gà quá trời quá đất luôn. Bây giờ phải làm sao để lấy nó ra đây mọi người?